sáng ngày 13 tháng 12 năm 2022, Đại Đức Thích Pháp Lạc, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, trụ trì chùa Hưng Phước, thị trấn Nam Phước, kết nối cùng đoàn từ thiện khắp nẻo đường do Hòa thượng Thích Định Minh trụ trì chùa Hồng Đức. Thượng tọa Thích Minh Nhất, Bà Rịa Vũng Tàu, cùng Chư Tăng Ni, đạo hữu Phật tử vượt 150 km đường đèo núi đến với bà con thuộc diện gia đình khó khăn ở huyện Nam Giang. Đón tiếp đoàn có Đại Đức Thích Quảng Nghiêm, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Nam Giang, trụ trì chùa Thành Mỹ. Bà Bình Đức Thị Hậu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang, cùng các cấp lãnh đạo và bà con thuộc diện khó khăn của ba xã Trà Vàn, Đắc Pre và xã Duy. Tại trung tâm hành chính xã Trà Vàn, thay mặt đoàn từ thiện, Đại Đức Thích Pháp Lạc phát biểu cảm niệm ân đức Hòa thượng Thích Định Minh cùng Chư Tăng Ni Phật tử trong đoàn từ thiện. Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo tận tình của Chư Tăng, tín đồ và lãnh đạo các cấp huyện Nam Giang, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, vùng cao ổn định, phát triển. Bà Nước Thị Hậu thay mặt chính quyền huyện Nam Giang, cảm ơn Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và đoàn Phật tử không ngại đường xá xa xôi đến với bà con nơi đây, chia sẻ những khó khăn, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thay mặt bà con nhận quà, ông Tơ Đen Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Vàn, thông tin với đoàn về thực tế còn hạn chế, những khó khăn chung trong đời sống người dân và bày tỏ mong muốn sẽ có những sự kết nối mạnh mẽ đối với các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân để có nhiều sự hỗ trợ hơn nữa đến với vùng đất và con người miền núi Nam Giang. Những tình cảm của đoàn từ thiện khắp nẻo đường được Thượng tọa Thích Minh Nhất đại diện chia sẻ cũng đã nói lên tấm lòng yêu thương trên tinh thần từ ái của người con Phật, luôn luôn hiểu và thương, sẵn sàng sẻ chia nỗi khổ, niềm đau của tất cả chúng sanh bằng tâm nguyện tự lợi và lợi tha, để cầu mong đồng có sự an lạc nhất định trong dân sinh. Tại đây, đoàn đã trao hơn 400 phần quà, gồm nhu yếu phẩm, gạo, các vật dụng, chăn mền, rổ rá, tiền bạc, tập vở viết. Bà con ba xã lần lượt đón nhận trong niềm vui, niềm tri ân, những chiếc gùi truyền thống của đồng bào vùng cao Trĩu Nặng, món quà tình nghĩa của người con Phật phương xa.